Những hình ảnh được ghi nhận vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 ở con đường dẫn vào chùa Liên Trì và dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chùa Liên Trì nằm trên bán đảo Thủ Thiêm thuộc quận 2 Sài Gòn. Trước năm 1975, chùa là nơi nuôi dưỡng các em cô nhi. Lâu nay, nơi đây vẫn diễn ra các hoạt động được nhà cầm quyền coi là không nằm trong đường hướng của chính quyền, như phát quà cho các thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa là địa chỉ họp mặt của các cựu tù chính trị, các hội đoàn xã hội dân sự, nơi trú ngụ của các người dân oan. Giờ chùa đây nào khi mà họ có nhiều công an á, họ tới tận nhà Phật tử, họ lúc đầu Phật tử chùa này đông lắm, rất đông. Thì bây giờ thì trong khi họ tới nhà họ biểu yêu cầu là đừng có đi chùa Liên Trì, nói chùa Liên Trì phản động rồi thế nọ thế kia, không có nằm trong trực thuộc cái nhà nước đồ, không phải cái Phật giáo Việt Nam của nhà nước lập đó, thành nữa cho nên rồi họ cũng ham he. Thì những người công chức hay những người Phật tử xưa mà ở đây nè là có làm việc gì đó thì nếu mà đi đây là bị khó khăn, bị không cho làm việc nữa, và xin cho con cái đi chứng giấy tờ rồi gì họ cũng không chứng. Nghe nói là Phật tử đi chùa, có Phật tử đi chùa làm đơn nó xin chứng đi làm việc gì công ty gì đó, thì đến khi đưa lên nhà nước thì họ nói nè, mẹ của cô là mẹ của anh là đi chùa Liên Trì thì không có chứng đâu, bây giờ về nói mẹ là không có được đi chùa Liên Trì nữa, đừng có đi lại đi mấy cái chùa Phật giáo Việt Nam cả, mất mới gì đi cái chùa đó họ thế nọ thế kia, và thì nhà nước họ mới chứng cho để mà đi làm việc hay là cũng cái gì đó. Vừa rồi đây thì nói thật thì là cũng được quý Phật tử họ cho biết á là bây giờ nhà nước họ làm một cái ngôi chùa nhỏ ở tuốt ở dưới cái vườn mà giáp ranh tỉnh Đồng Nai ở dưới phường Cát Lái á, xa rất xa mà trong cái vùng vắng vẻ hẻo lánh, thì họ định là họ xây, mà thấy người ta xây cái chùa nhỏ nhỏ thì người ta mới hỏi là gì, thì họ nói cho biết rằng đây xây cái chùa ở Liên Trì và để là sao gây cưỡng chế, tại vì ông thầy ở trên đó ông không có đi á, ông cứ ở đó ở chùa không chịu đi, cho nên bây giờ sẽ cưỡng chế về để ở được cái chùm vùng đó. Thì quý Phật tử biết vậy thì cũng có cho thầy biết, thì nghe vậy thì trong lòng cũng thật ra cũng rất lo âu, bởi vì và mà theo như bây giờ sự thật ra thì chỉ suy nghĩ thì cũng lo âu buồn vậy thôi. Chứ còn đối với sĩ thưa là bây giờ đối với cái phản ứng á, thì thầy nghĩ rằng là đối với bây giờ Phật tử ở đây thì đa phần thầy có hỏi là cũng như là quý thầy ở đây có hỏi quý thầy, thì quý thầy ông cũng đối với người tu hành mà đâu có biết cái phản ứng theo cái kiểu thế gian đồ này nọ rồi gì, không có. Thì trong đó thì cũng có thầy ở đây, thì thầy cũng nói thật ra thì trong đó cũng có thầy cũng không biết tính sao, khó khăn ở thấy khó thì nói nếu mà trường hợp bây giờ họ có cưỡng chế ấy thì thôi, thì có thầy nói thì thôi thì mình xin đi tị nạn quá, thì không biết có được không. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Thủ Thiêm, Sài Gòn.